đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh màn đỏ sắc khét lẹt giữa đương kim Miss World và ba hoa hậu Việt, không ai chịu thua ai. Sau khi đến Việt Nam vào chiều 10 tháng 8, đương kim Miss World, Hoa hậu Thế giới 2021 Carolina Bielorska tham gia các hoạt động cùng ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Mới đây, người đẹp Ba Lan và một dàn hoa hậu Việt có dịp gặp gỡ. Khoảnh khắc chung khung hình của Carolina Bielorska và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh thu hút nhiều sự chú ý. Không hổ danh Hoa hậu Thế giới, Carolina Bielorska đẹp rực rỡ trong từng khung hình. Mặc dù Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh hay Trần Tiểu Vi đều là những cô gái xinh đẹp, song mỹ nhân Ba Lan vẫn được khen có sức hút nhịn hơn. Carolina Bielorska cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi diện áo dài truyền thống. Có thể nói, đây là hoa hậu ngoại quốc hiếm hoi diện áo dài khiến người xem phải trầm trồ. Đặc biệt, trong lần xuất ngoại này, Carolina Bielorska gặp lại Đỗ Thị Hà, bạn thi của cô tại Miss World 2021. Ở đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, Đỗ Thị Hà lọt top 13 chung cuộc. Trước đó, Lương Thùy Linh tiếp đón Miss World 2021 tại phi trường. Khoảnh khắc chung khung hình của hai mỹ nhân cũng khiến nhiều người thích thú. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.